Dạ lại là em Hương đây. Em Hương chào cô chú anh chị mình nha. Thì hôm nay em Hương lại gửi đến cho cô chú anh chị mình một siêu phẩm nhà giá rẻ nha cô chú anh chị. Nhà mình thì một trệt một lầu nè, nằm trong một khu dân cư ở rất là đông đúc luôn. Nhà mình á thì sát đường 835 luôn cô chú anh chị mình ha. Giờ thì mình di chuyển cùng em Hương, mình tiến ra phía ngoài để mình khám phá khung quanh sơ ở ngoài nha cô chú anh chị. Thì dân cư ở đây thì ở rất là đông đúc rồi. Đường cuộc xá của mình thì rộng rãi thông thoáng nè. Trong đây thì rộng thôi, nhưng mà phía ngoài á thì mình chỉ đi được một chiếc xe máy thôi cô chú anh chị. Tại vì căn nhà này căn nhà giá rẻ mà cô chú anh chị. Diện tích là ngang 4 thì dài 15 cô chú anh chị mình ha. Xung quanh của mình thì dân cư thì cũng đã ở sầm khuất hết rồi. Chỉ còn có một căn cuối cùng thôi. Nên quyết định chủ đầu tư giảm giá cho cô chú anh chị mình. Giá chỉ còn có 1 tỷ 250 triệu thôi. Sổ hồng riêng, ngang 4 dài 15 luôn cô chú anh chị. Đó thì đây là con đường vào phía bên trong nhà mình cô chú anh chị. Con đường này nó mình dướng một cái cua này trầm khoảng 10 mét thôi cô chú anh chị. 10 mét thì mình đi được chiếc xe máy thôi ha. Còn khúc ở ngoài thì xe hơi mình có thể vào bên trong luôn cô chú anh chị mình ha. Nhà mình thì nằm gần ngã tư Gia Bảo. Không biết cô chú anh chị nào có biết ngã tư Gia Bảo không ạ? Thì nếu mà không biết thì hãy liên hệ trực tiếp với em Hương nha. Em Hương sẽ hướng dẫn đường cho cô chú anh chị mình về đây trải nghiệm thực tế về cái mẫu nhà của mình luôn. Đó, nhà của mình thì đường trong đây thì rộng rãi thông thoáng rồi. Rất tiếc là chỉ được rộng trong đây thôi. Chứ phía ngoài đó thì mình chỉ đi chuyển được chiếc xe máy thôi cô chú anh chị mình nha. Chỉ có 100 mét, chỉ có 10 mét thôi. Đường nhà mình thì sát quốc lộ 835. Nó đường 835 của mình di chuyển vào bên trong nhà mình á thì tầm khoảng 20 mét đến 30 mét thôi cô chú anh chị mình ha. Chút xíu nữa em Hương sẽ lên trên lầu, cái em Hương sẽ nhờ bạn quay phim phóng to cái phía đường chính của đường 835 cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì ở đây hai bên dãy nhà mình thì người ta cũng trồng cho mình những cây xanh nè, nhìn rất là mát mẻ và thoáng luôn cô chú anh chị. Đó, có cây leo nữa nè, nhìn rất là đẹp luôn và phong cách luôn cô chú anh chị. Đó, ngôi nhà này rất thích hợp gia đình mình á, có ông bà lớn tuổi á, mình muốn cái một cái môi trường thiên nhiên, cây xanh thoáng mát á thì đừng có bỏ qua cái video này luôn. Thì nhà của mình thì là có hướng đông nam luôn cô chú anh chị mình ha. Trong đây thì có đâu cỡ 7-8 căn, cỡ chục căn á. Thì bên chủ đầu tư của Hương á cũng đã bán hết rồi. Chỉ cần có một căn cuối cùng thôi cô chú anh chị. Đó, để gửi đến cho cô chú anh chị nào hữu duyên về sở hữu mẫu nhà này luôn. Giá thì chỉ có là 1 tỷ 250 triệu thôi cô chú anh chị. Sổ hồng riêng sẽ không phát sinh thêm luôn cô chú anh chị mình ha. Ngôi nhà này thì sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay. Mình có thể vay được 400 triệu cô chú anh chị mình nha. Ở ngoài thì cũng đã trồng cây cao xanh nè. Thì mặt diện ngoài thì mình cũng đã che mái tôn ra rồi, bao bọc hết xung quanh ngôi nhà của mình. Nhìn rất là đẹp và sạch sẽ luôn. Cũng bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của mình cô chú anh chị mình ha. Nhà mình thì sổ hồng riêng, thì điện nước đã vào chính thức hết rồi. Nước thì là nước thủy cục nè. Điện thì đã điện nhà nước cô chú anh chị mình nha. Ở đây thì chủ nhà người ta làm cho mình là hai lớp cửa bảo vệ. Lớp cửa đầu tiên là lớp cửa bốn cánh sơn tĩnh điện màu đen cô chú anh chị. Di chuyển rất là nặng tay luôn nha. Đó. Ở đây thì có một cái sân nhỏ mình có thể đậu vài chiếc xe ở đây. Cũng rộng rãi cô chú anh chị mình ha. Ở đây thì là bao ngập luôn. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm. Tại vì ống cống nước đã hạ tầng bài bản hết rồi cô chú anh chị. Ngôi nhà này rất là dễ thương luôn á cô chú anh chị. Hồi nãy như cô chú anh chị mình có thể quan sát trên điện thoại á, màn hình nhỏ rồi. Nó mình đã thấy đẹp như vậy rồi, về thực tế nó còn đẹp hơn nữa cô chú anh chị. Ở lớp cửa đầu tiên, lớp cửa thứ hai nữa cũng là bốn cánh sơn tĩnh điện cô chú anh chị mình nha. Đó, rất là dày dặn luôn. Thì ngôi nhà này thì chủ nhà người ta sẽ tặng lại cho cô chú anh chị mình là một bộ ghế sofa và thêm một cái bàn nữa cô chú anh chị. Cái bộ ghế vẫn còn mới 100% luôn cô chú anh chị mình ha. Có viên một bình vong nè, dễ thương ghê luôn cô chú anh chị. Và trần của mình thì là trần thạch cao nguyên khói dược hợp á. Hệ thống á, đèn led đã nói dài hết cái nhà cho cô chú anh chị mình rồi. Khi bước vào ngôi nhà rất là sáng sủa và mát mẻ luôn cô chú anh chị. Nhà mình thì có tông màu trắng ha. Rất tiếc có một điểm thôi là ở đây người ta không ướp tường cho mình, nên về mình tự phát sinh thêm, mình ướp lên cũng được cô chú anh chị. Ở đây thì ướp cũng rẻ thôi, cũng không có cao lắm đâu. Thì bên em Hương cũng có đội ngũ ho bên xây dựng nữa. Thì có gì cô chú anh chị mình mua nhà bên em Hương á, thì lúc đó em Hương sẽ nhờ bên đội ngũ của em Hương sẽ qua thiết kế làm cho cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình muốn ướp tường lên cao ha. Ở cắm điện nè, đầy đủ hết luôn. Về thì mình cứ đặt thêm một chiếc tivi ở đây nữa thôi cô chú anh chị mình nha. Thì em Hương mời cô chú anh chị mình di chuyển ra đây. Thì nhà mình đây là một cái không gian nhà bếp rộng rãi thoáng nha. Có một cái cửa nhỏ nữa cho mình phơi đồ ở phía đây.
Ngoài đây thì cái sân sau của nó rất là nhỏ thôi, nó cũng không có lớn lắm cô chú anh chị. Phong thô là cái diện tích của nhà của mình ở trong sử dụng của mình lớn thôi, còn mình chơi sân sau nhỏ à, tại vì sân sau mình cũng không có làm gì nhiều đó. Thì ở đây là một không đó, sân sau của mình rất là tiện lợi luôn cô chú anh chị mình ha, mình có thể phơi đồ ở phía đó đó, mình bắt hang, mình bắt ngang qua, mình làm một cái xào đồ mình phơi ở đây, tại vì máy giặt thì mình lắp đặt ở đây. Thì mình sẽ lắp đặt một cái xào phơi đồ ở đây cho mình tiện lợi luôn, mình không cần phải phơi ở ngoài trước nhà mình, thì đi người ta đi ra đi vô cũng khó lòng lắm ha. Mình phơi ở đây thì cũng rất là tiện. Ở đây thì mình có một cái cửa sổ đó nè, mở ra. Ở đây là không gian bếp, có một dòng chữ L, vòng inox 304 cô chú anh chị mình ha. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới, tủ của mình là tủ nhôm cô chú anh chị. Ở không gian này thì mình có thể lắp đặt thêm một cái chiếc tủ lạnh và thêm một bộ bàn ăn từ 4 đến 6 ghế cô chú anh chị mình ha. Rộng rãi thoáng mát luôn. Ngôi nhà này thì có hướng đông, một cái hướng rất là tốt, rất là mát mẻ nữa cô chú anh chị. Đây là cái nhà vệ sinh, thì nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ thiết bị tiện nghi cho cô chú anh chị mình ha, bồn cầu nguyên khối, vòi sen, vòi xịt rồi luôn, calipo, kiến, kính đồ, cửa rồi, rất là chắc chắn và dày dặn cô chú anh chị. Thì ở đây chủ người ta làm cho mình một cái bậc nâng cấp. Về thì thường á, em Hương đi quay rất là nhiều nhà luôn và cũng tiếp xúc rất là nhiều chủ đầu tư. Thường thì người ta sẽ làm cho mình, nó tự mình thôi. Tự mình sẽ thiết kế thế đây nè, là một cái kho tủ ngăn gách á, mình đưa lên để mình trang trí những cái vật dụng sưu tầm của mình ha, hoặc là mình có thể là để những cái bình rượu đẹp nè, hoặc là bình bông mini cho ngôi nhà của mình nó đặc sắc thêm và bắt mắt thêm luôn. Thì giá của ngôi nhà mình chỉ có là 1 tỷ 250 triệu thôi cô chú anh chị. Giá tổng sẽ không phát sinh thêm một đồng nào luôn nha. Và đây là đường bước lên tầng trên. Và cái di chuyển cầu thang của mình rất là nhẹ dò cô chú anh chị mình ha. Bước của nó rất là thấp. Giờ thì em Hương cũng mời bạn quay phim cùng em Hương di chuyển lên trên nha. Dạ em Hương cũng đã có mặt trên tầng 1 rồi cô chú anh chị mình ha. Phòng thì đây là phòng đầu tiên, có một cái phòng nhà vệ sinh nằm ở phía trong. Em Hương thấy á, nhà vệ sinh thay như vậy á, thì cũng thấy hơi bất tiện. Nếu như cô chú anh chị mình có thể thông thủy á, thì mình về có thể sửa lại ha. Mình xây cái nhà vệ sinh lại nằm ở phía bên kia. Tại vì chủ trước á, đầu tư thì người ta xây như vậy rồi, thì em Hương cũng biết cái mối thông thủy của mình. Tại vì nhiều người á, người ta không có về phong thủy, thì cũng có nhiều cô chú anh chị mình đang cần phong thủy thì mình có thể sửa lại. Thì sửa lại thì bên đội ngũ của em Hương vẫn có người làm, thì lắp cái này lại thôi. Mình làm cái đầu vệ sinh bên đây, cái cửa đi vào bên đây thôi cô chú anh chị. Phòng rộng rãi thoáng mát, có một cái lan can nhỏ ở ngoài phía sau của cái phòng này nữa, nên khi bước vào cái phòng á rất là thoáng, một cái môi trường nữa cô chú anh chị, không khí trong lành, cửa sổ, cửa bên hông đấy nè. Đi ra đây nè thì mình ngắm được cái vực cảnh cây nhà lá vườn cô chú anh chị mình ha. Ở xung quanh của mình nè, người ta trồng cây cầm có rất là nhiều, nhà thì mát mẻ thông thoáng nữa, nhà thì ở cũng cạnh cạnh sát sát luôn. Thì em Hương cũng xin nhắc lại luôn là nhà mình là nằm ở trên là đường 835 gần ngã tư Gia Bảo của chú anh chị mình ha. Mình có hai hướng đi, một hướng á thì cô chú anh chị có thể là di chuyển đường quốc lộ 50 Cộng Thình mình về ngôi nhà này, hoặc là mình cũng có thể là di chuyển đường quốc lộ 1A đi vào đường Đinh Đức Thiện ha. Đó, mình chạy vào Đinh Đức Thiện, mình tới ngã tư Phước Lý, mình quẹo qua bên tay trái của mình về chợ Long Thượng, mình đâm thẳng thì tới Mỹ Lộc ha. Thì ngay chỗ Mỹ Lộc thì đã gần đến nơi ngôi nhà của mình rồi cô chú anh chị mình ha. Nhà của mình á là thuộc nhà Long An, xã Mỹ Lộc cô chú anh chị. Đó, thì đây là cái phòng lớn nhất của gia đình mình. Thì ngôi nhà này rất thích hợp gia đình mình, có thành viên từ 2 đến 4 người mình ở ha. Ngôi phòng thì rộng rãi lắm, diện tích thì ngang 4 dài 13 cô chú anh chị mình nha. Này có cửa sổ. Đây em Hương mời bạn quay phim cùng em Hương tiến thẳng ra cái cửa sổ này nè, để mình thẩm phá cái đường lớn của đường 835. Tại vì cái cửa bên hông á thì lâu ngày quá cái ổ khóa nó vào nước á cô chú anh chị, cái mình mở hơi bị khó. Nhưng mà khi cô chú anh chị mình về sở hữu mẫu nhà này thì em Hương sẽ nhờ thợ ổ khóa vào và xử lý cho cô chú anh chị mình chu đáo hơn nha, để giao nhà mới cho cô chú anh chị. Nó đường đó thì đường 835, thì ở đây trường học rồi cũng sát bên hết luôn ha. Thôi giờ cô chú anh chị mình cùng em Hương di chuyển về phía dưới, em Hương báo lại cái giá tổng và cái vị trí chính xác hơn để phục vụ cho cô chú anh chị nha. Dạ thì nãy giờ thì em Hương cũng đã quay hết ngôi nhà mình cho cô chú anh chị mình xem rồi. Giờ thì em Hương cũng xin nhắc lại luôn là nhà mình với một cái diện tích là ngang 4 dài 13, sổ hồng riêng, có ngân hàng hỗ trợ vay, giá tổng sẽ không phát sinh thêm luôn cô chú anh chị, chỉ có 1 tỷ 250 triệu thôi. Trời, giá quá trời rẻ đâu cô chú anh chị. Với một cái diện tích đó
là gần 48 m² luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình tìm được đâu ra cái mẫu nhà như thế này mà giá tầm này luôn cô chú anh chị. Vị trí đẹp nữa, dân cư ở thì rất là đông đúc rồi, nhà thì xung quanh người ta trồng cây kiểng, cây cối rất là nhiều luôn. Được có một cái nữa, tặng một bộ bàn ghế sofa đó cô chú anh chị. Mà thiện chí thật sự thì em Hương sẽ nói chủ đầu tư tặng cho mình thêm một chiếc tivi và kệ tivi nữa cô chú anh chị mình ha. Đi cho đủ cặp luôn, đủ đôi luôn cô chú anh chị. Đó. Thì ngôi nhà này họ rất thích hợp đình mình, có thành viên từ 2 đến 4 người mình ở luôn, rất là rộng rãi và thoải mái cô chú anh chị mình nha. Và nhà mình thì nằm là sát trên trục đường 835. Từ ngoài đầu đường 835, cô chú anh chị mình di chuyển vào trong nhà mình là tầm khoảng 30m thôi, rất là gần nữa. Nhưng mà có một cái còn 10m đổ lại là mình phải đi chuyển một chiếc xe ông đa thôi cô chú anh chị nha. Chỉ có một cái đó thôi, nhưng mà bước vào trong đây nữa thì cô chú anh chị mình có thể xem rồi, nhìn kỹ rồi. Đường rộng 4m mà, nó di chuyển thoải mái luôn. Nó thì dân cư sầm khuất nữa. Thì xem đến đây á, cô chú anh chị nào có thiện chí thì nhanh tay liên hệ cho em Hương để về đây mình sở hữu mẫu nhà này thực tế hơn và xem nhà chính xác hơn cô chú anh chị mình ha. Thì bên em Hương á, làm việc là chính chủ đầu tư, giá thật, nhà thật, vị trí thật, không xạo không ảo để mất thời gian của cô chú anh chị mình nha. Thì nhớ đăng ký kênh cho em Hương, có mọi thắc mắc thì cứ liên hệ cho em Hương. Còn những cô chú anh chị nào đang cần nhà ký gửi bán thì cứ liên hệ cho em Hương. Em Hương vẫn nhận nhà ký gửi bán ha. Em Hương sẽ đến quay và review để phục vụ cho cô chú anh chị mình bán cái nhà mau hơn luôn. Và em Hương cũng chúc là những cô chú anh chị nào đang xem kênh Nhà Xịn Bình Chánh thì mau tìm được căn nhà ưng ý trên kênh Nhà Xịn Bình Chánh nha. Giờ thì em Hương xin chào và hẹn gặp lại.